Chị Bình xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật vui vẻ nhé. Hôm nay mình đi vặt chuối cà phê các bạn. Mời các bạn cùng theo dõi. Đây chuối đây các bạn. Gần một tháng thì mình không vặt nó dài bằng này các bạn. Mình không vặt đi thì nó ăn phân nhiều các bạn nhé. Nhưng mà mình bỏ phân á, mình không vặt đi nó ăn phân nhiều lắm. Này, đây này. Cái này dài lắm. Mình chỉ để những cành ra bên ngoài có trái thôi các bạn nhé. Còn những thân chồi mọc lên thì mình phải vặt đi hết. Mấy bài to lắm các bạn ơi, bài thấp ấy. Cái này chín một nửa rồi các bạn nhé. Chín thì đỏ này các bạn. Nói chung là giờ làm cà phê thì cũng không có lời lãi bao nhiêu rồi các bạn ạ.
tại vì phân bón cao quá. Lứa trồng rồi thì chăm lại vậy thôi chứ chẳng có lời lãi bao nhiêu. Sáng đi quyên không mang báo tay, đau tay quá thôi. Lắm trời luôn. Trà này thì mình trồng được 4 năm rồi các bạn nhé. Nói chung là trái còn ít, nhưng mà tầm 7-8 năm thì trở lên thì nó mới lắm trái các bạn. Thôi, video vặt chồi cà phê đến đây mình xin kết thúc các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình.